Mến chào quý vị đang đến với chuyên mục Vượt qua hiểm nghèo của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình truyền hình nhân đạo nhằm giúp cho những hoàn cảnh khó khăn bệnh tật có điều kiện vượt qua hiểm nghèo từ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa. Và trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng đến với hoàn cảnh của anh Trương Hoàng Sơn ở ấp 5 xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Một hoàn cảnh, một mảnh đời rất cần được sự sẻ chia của tất cả chúng ta. Khu dân cư nằm bên cạnh chợ Rạch Kiến, đông đúc những ngôi nhà được cất chen nhau trong cái hẻm sâu chật hẹp. Họ là những gia đình sống bằng nghề làm mướn. Trong số những gia đình ấy, có gia đình nhỏ của anh Trương Hoàng Sơn, một gia đình đang là nỗi xót thương của bà con trong xóm. Bên mái hiên nhà, cái hẻm dùng làm lối đi chung của người dân trong xóm cũng là nơi mà anh Sơn dùng để nấu thuốc. Những bài thuốc nam, những phương thuốc mà chúng ta vẫn thường thấy, vẫn thường đối với hầu hết những hoàn cảnh mà khi căn bệnh đang trong giai đoạn hiểm nghèo mà tiền dùng để trị bệnh thì đã không còn nữa. Từ lúc lấy vợ, rồi được cha mẹ cho ra ở riêng trên miếng đất rộng chưa đầy 18 mét vuông nằm trong con hẻm nhỏ này, vợ chồng anh đã khởi nghiệp bằng nghề làm mướn khắp nơi. Hôm rồi mà khi tái khám lại á, thì em lên bệnh viện thì bác sĩ nói cái căn bệnh của em phải cần trị như thế nào? Bác sĩ cho xuất viện thôi, về chờ cho uống thuốc cho gan nó khỏe đi rồi mới mổ được. Bao lâu em phải tái khám một lần? Dạ, một tháng. Đã đến lượt đi tái khám chưa? Dạ, tới rồi, hôm qua rồi, tại cũng không có tiền, không có đi. Cái hôm rồi bác sĩ nói là cái bệnh của em cần mổ là hết bao nhiêu tiền? Bác sĩ hôn mắt mà hỏi bác sĩ thì người ta nói thì tới 6-70 triệu rồi. Cố gắng dành dụm tích góp nhiều năm rồi vay mượn thêm của bạn bè để xóa đi căn nhà lá cũ thì cũng là lúc anh Sơn bắt đầu ngã bệnh. Khi biết mình bị bệnh u gan và tắc ống mật thì đó cũng là lúc mà anh Sơn đã nghĩ đến chuyện đành chấp nhận với căn bệnh của mình vì không thể có tiền để đi trị bệnh. Vì vậy mà sau lần nhập viện đầu tiên ở bệnh viện Chợ Rẫy để mổ thông ống mật với số tiền vay mượn hơn 8 triệu đồng, anh Sơn đã trở về nhà với tình cảnh như thế này. Thì cuộc sống của mình hiện tại như thế này thì khi mà bác sĩ kêu lên nhập viện để mổ thì em có khả năng để có tiền đi mổ không? Dạ, chắc không có. Bây giờ mới về uống thuốc nam đã. Em bệnh em cũng lo, dạ nó lo không nổi. Con cái ở mình có chuyện gì xảy ra thì sợ con cái mình sau này nó khổ. Với số tiền cần phải có hàng chục triệu đồng trong lúc này đối với vợ chồng anh Sơn là một điều không tưởng. Vì rằng khi còn khỏe mạnh thì cả hai vợ chồng cùng nhau làm mướn, cuộc sống cũng chỉ đủ cho gia đình có 4 người không phải thiếu ăn đã là một điều may mắn. Tài sản duy nhất trong hiện tại có giá trị chính là ngôi nhà rộng 18 mét vuông này. Kể cả chiếc giường này, anh Sơn cũng được bạn bè mua cho để anh khỏi phải nằm dưới sàn từ khi anh mắc bệnh. Thì vợ chồng anh biết tìm đâu ra số tiền hàng chục triệu để trị bệnh bây giờ. Công việc mà chị Quách Thị Út, vợ của anh Sơn đang làm cũng có được từ tình thương của bè bạn. Hàng ngày thức dậy từ 3 giờ sáng để phụ việc bán cơm trong nhà lòng chợ. Những buổi chợ quê thưa vắng khách, vì vậy mà số tiền công mỗi ngày dành cho chị cũng chỉ có 50.000 đồng thôi. Và rồi số tiền không thể gọi là nhiều ấy cũng đã được chia ra làm rất nhiều phần. Phần lo cơm ăn áo mặc cho hai đứa con, phần lo cho cuộc sống sinh hoạt cho cả gia đình, thì không thể có một phần để dùng cho anh Sơn trị bệnh. Nếu có, thì chỉ còn cách hai đứa trẻ sẽ không được ăn, cả nhà phải nhịn.
trong khu chợ này, bà con thương, nhiều người hiểu cho hoàn cảnh của anh. Cũng có thể gọi là may mắn cho anh khi những bà con tiểu thương chợ Rạch Kiến từ lâu đã sẻ chia với những người nghèo không may bệnh tật qua chiếc thùng vận động quyên góp, nên anh cũng đã được đón nhận sự giúp đỡ nặng nghĩa ân tình này. Nhưng trong sự giúp đỡ của mình, nhiều người cũng hiểu rằng số tiền ấy không thể đủ cho anh Sơn trị khỏi căn bệnh rất nặng hiện giờ. Anh Sơn bệnh là mổ túi mật, hiện nay là cần số tiền là vài chục triệu để mổ. Bà con ở đây thì cũng có vận động một số tiền để cho anh Sơn trị bệnh, nhưng vì trị bệnh quá nhiều tiền nên không đủ số tiền đó. Nhờ bà con cô bác gần xa để giúp đỡ cho anh Sơn một phần nào để trị bệnh. Hai chồng lo làm ăn lắm, nhưng mà giờ bệnh hoạn rồi đâu có tiền mà uống thuốc, nhờ bạn bè giúp đỡ thôi. Rồi bạn bè giúp đỡ rồi thôi, rồi đâu có tiền đâu mà mổ, mấy chục triệu rồi đâu tiền đâu mà mổ. Thì chắc nhờ chờ chết chứ, chứ đâu có tiền đâu mà đi mổ được. Thưa quý vị, với căn bệnh của anh Trương Hoàng Sơn, phương pháp điều trị hiện nay là mổ thông ống mật và cắt bỏ khối u ở gan. Tuy nhiên, số tiền trị bệnh mà anh phải cần là rất lớn, phải đến hơn 50 triệu đồng. Vì vậy, để giúp cho anh Trương Hoàng Sơn vượt qua hiểm nghèo này, không gì khác hơn chính là sự đóng góp giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình, cũng mong muốn được tiếp tục đón nhận sự đồng hành của các nhà hảo tâm gần xa, đóng góp cùng với chương trình để giúp đỡ cho anh Trương Hoàng Sơn. Quý vị vui lòng gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, số 3, Võ Công Tồn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại 072-3822-529. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, tiết mục thông tin nhân đạo lại đến với chúng ta. Trong tuần qua, chương trình vượt qua hiểm nghèo của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tiếp tục nhận được sự quan tâm chia sẻ của quý vị xem đài gần xa. Trong chương trình tuần qua, chúng tôi đã nhận được gần 40 triệu đồng, số tiền mà quý vị đã gửi về ủng hộ cho gia đình ông Phạm Văn Mực ở khu phố Mang Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng. Hy vọng với số tiền này, gia đình ông Phạm Văn Mực sẽ có điều kiện đi chữa bệnh. Sau đây là danh sách ủng hộ người nghèo tính đến ngày 14 tháng 8 năm 2012. Danh sách ủng hộ gia đình ông Phạm Văn Mực, khu phố Mang Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng. Mobifone Long An 1 triệu đồng, ông Lương Minh Đáng và hai em Tuyền Ti 700.000 đồng, ban nhạc Tây Dũng Thanh 600.000 đồng, anh Đông công ty Đại Dương 1 triệu đồng, chú Thiếm Ba Lăng, bé Si Game, bé Paul, Ngọc Quyền 300.000 đồng, đại lý Út Bia, Khánh Duy, Hữu Duy, lò bánh mì Hồng Nương, Sáu Lì, Sáu Nhãn, Hoàng Mai, Tuyết Mai, Đúng Gạo, Thiên Phú, Kim Dân, Trung Tính, Phượng Đầu Chai, Thiên Phú, Trung tâm Vật lý Trị liệu Tầm Du 750.000 đồng, Nguyễn Văn Năm, Phạm Thị Nga, Cảnh Út Nhì, Trần Thị Ba, Nguyễn Văn Đồn 300.000 đồng, Võ Văn Tư, Thiệu Thị Bé 50.000 đồng, Phạm Văn Giàng, Cao Văn Thảnh, Đào Thị Ngọc, chú Năm Tý, điện thoại di động Hồng Tiến 1 triệu đồng, Anh Hùng Nam Cường, thùng từ thiện chợ Rạch Kiến, nhóm từ thiện Nhân Thạnh Trung 900.000 đồng, Mắt Kính Tân An, Anh Công Đạt, chú Chính Lai, bà Tăng Thị Nết, Hà Loan 1 triệu đồng, Nguyễn Văn Hồng, Hồng Thị Hoa, Diệu Liên, Thức Ăn Gia Súc Hoa Nhân, Hai Mang 500.000 đồng, Tổ Phật Tử, ấp Bình Điện, tiệm vàng Kim Tuyền, Phật Tử Chùa Tịnh Độ 1 triệu 500.000 đồng, Nhà nghỉ 4 số 9, Anh Lợi, Nhà nghỉ Lý Tưởng, Anh Phùng Bá Dương 600.000 đồng, nhóm từ thiện Dì Mười Nên 1 triệu 400.000 đồng, Ban Hành Thiện Thánh Thất Cao Đài Long Hiệp 600.000 đồng, Quán ăn Quỳnh Qua Tửu, Quán ăn Thủy Tạ, Hội Thánh Router Moise 1 triệu 500.000 đồng. Gia đình cô 7, cô 8, Nguyễn Quy Quý, Tân Tú, anh em Gia Bảo, Gia Minh 400.000 đồng. Nhóm bạn xem đài ấp 5 quê Mỹ Thạnh, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, cửa hàng Hưng Long 600.000 đồng, Nguyễn Thị Kiều, phụ tùng Honda Quỳnh Mai, sửa xe 5 tầng Nguyễn Thị B 400.000 đồng, bà Năm, cô Thích Kim Ngân 200.000 đồng. Ông Quá Cố, Thiện Quệ Quang, bà Hồ Thị Ba, cô Ngọc Hà, Ngọc Phi, Duy Tân, Duy Bình, Khánh Tiên, Phương Liên 1 triệu đồng, bà Hồ Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Văn Hải, Trại Mộc Thanh Bình, Hồ Ngọc Lệ 400.000 đồng, bà Lê Thị Tần, Lê Thành Phương, Dựa Gạo Tám Trang, Lê Hạnh Liên, Anh Tèo 500.000 đồng, bà Nguyễn Thị Chi, Phạm Thị Chuột, ông Mười Tuấn, ông Tám Nhu 200.000 đồng, Dương Thị Lê, Lê Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Quỳnh Mai, gia đình Lưu Nguyễn 200.000 đồng, Công ty xây dựng Hồng Tiến, bà Thiện Thanh, gia đình anh Ngọc, anh Bảy Đúng Mỹ Lạc 800.000 đồng, gia đình bạn xem đài phường 4, ban hộ niệm Hoa Sen, nhà Mai Như Hải 200.000 đồng, bạn xem đài căn cứ Cao Đài,
chi đoàn trung tâm huấn luyện và thi đấu, gia đình chị Thẩm, dì Sáu Đan 300.000 đồng, anh Tú Phương Tâm Bảo Châu 130.000 đồng, hội quần vợt Matana tiệm vàng Ngọc Sương Nguyễn Thị Kim 1.500.000 đồng, đại lý vé số Ba Xuyên, bạn xem đài phường 6 1.000.000 đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hai Cư và Nguyễn Văn Hùng 300.000 đồng, Nguyễn Thị Cầm gia đình Đoàn Tự, gia đình trai Hoàng Ngọc Quý, Phạm Văn Tây 400.000 đồng, Phật tử Tịnh Xá Ngọc Minh Trí Hương, thầy An Lộc, vợ chồng Bảy Huệ 10 kg gạo 300.000 đồng, tiểu thương chợ Bến Lức 880.000 đồng, Đỗ Thị Hồng Hạnh, Kim Lan Dung nước đá Thanh Danh, nhóm Đồng Nhi 1.200.000 đồng, Úc An điện máy Thu Ngân 200.000 đồng, Trúc Linh Tấn Đạt Thảo Tường Cao Ân Thanh Trúc 250.000 đồng. Ông ngoại bé Phạm Hoài Minh, bạn xem đài, Lý Văn Ả, Quách Ngọc Phong 400.000 đồng. Gia đình anh Bản, chị Loan, anh Lộc, Sáu Dược, Nam Thành 250.000 đồng. Quán cháo lòng cây me, dịch vụ nấu ăn Úc Loan, tiệm bánh mẫn thoa 300.000 đồng. Trần Thị Bận, dịch vụ 144, quán ăn Thu Tuyền, Nguyễn Thị Mi So 300.000 đồng. Hai bé Mai Duyên, bà Ba Quyên, Như Quỳnh và Dân Anh, bé Ngọc 200.000 đồng. Bà nội Trí Đức, bà ngoại Trí Đức, Hồ Võ Trí Đức, Hồ Đăng Khoa 300.000 đồng. Anh sản nhỏ rau cải Đà Lạt, bé Bùi Gia Tiến, bạn xem đài, cà phê Blue Star, 1.200.000 đồng. Chị nữ rau cải Tân Thạnh, quán hủ tiếu chai 4 số 1, Đào Phú Hải, bé Lala, 400.000 đồng. Dì Hai Kiến, nhà nghỉ Bảo Lộc, Khánh Duy, Tường Duy, 300.000 đồng. Cô Chính Nguyện, cậu Úc, cô Diệu Nhật, bà Bảy, chị Năm Sết, 200.000 đồng. Như Hòa Như Hảo, Tuấn Hồ, Bắc Phúc, Phật tử, Đạo Tràng, Nhật Quang, 300.000 đồng. Tạp hóa Úc Tịch Dũng Quang, nhóm Đình Nam Chuyên, vợ chồng Hậu Chị, 200.000 đồng. Ông ngoại Hồng Ánh, công nhân cạo da Diệt Cường, 150.000 đồng. Gia đình Thiên Kim, Thiên Trị, Thiên Tú, Thiên Hợp, Thiên Hảo, Tường Vi, 300.000 đồng. Tập thể công nhân S3, S4, xưởng 3, công ty Chinh Lu, gia đình ông Quỳnh Văn Mịnh, 800.000 đồng. Dì Mười Sót, tập thể công nhân truyền 3 N2 Chinh Lu, Phật tử, chùa Chú Vĩnh Phúc, 1.200.000 đồng. Dì Tư Kẹo, gia đình ông Ngân Quốc Hiện, Nguyễn Thị Ngọc Nga, 600.000 đồng. Chị Hạnh, tạp hóa Kim Cúc Yến, Liên Sủng, Hai Ớt Tư Phượng, 400.000 đồng. Tiệm Hữu Lợi, bà Quá Cố Nguyễn Thị Tư, chị Lan Anh, Lâm Dung, 400.000 đồng. Dì Ba, Sốc Hoàng Diệt, Uyên Chọn, Hằng Nga, Lạnh Anh Phước, 350.000 đồng. Bảo Bảo, Bối Bối và Em Bôi, 200.000 đồng. Trà Văn Bắc, Trà Thị Hằng, Trà Thanh Chung, 300.000 đồng. Bạch Mai, Phúc Hương, Thanh Trúc, Kim Quê, Thanh Đức 250.000 đồng, gia đình ông Tám Long Khê, tập thể công nhân công ty Mai Đăng Khoa, Anh Vinh Phường 2, 1.500.000 đồng, Lò Meo Nam Thật, 440.000 đồng. Trịnh Văn Phương, Nguyễn Thị Chẩn, Trịnh Hữu Phước, Quy Hùng 450.000 đồng, Phạm Ngọc Phú Lộc, Phạm Phú Cường, Yến Trang 150.000 đồng, Ngọc Sương Thu Hằng, Anh Tèo Đạp Xích Lô 300.000 đồng, Bà Sáu Nhường 120.000 đồng, Thánh Thất Cao Đài Bình Thạnh, nhóm Phật tử Chùa Tân Châu, Anh Ngọc 600.000 đồng, quán rau câu dừa Bà Mía, Thái Thị Thạnh, Cô Bình, Kim Hồng, Cô Bảy 250.000 đồng, bạn xem đài phường 5, Nguyễn Thị Kim Dung, Tô Thị Thanh Minh 300.000 đồng, Phùng Thị Lệ Thủy, Đặng Minh Sơn, Trương Đức Quy, Nguyễn Văn Thước 800.000 đồng, Nguyễn Trần Minh Trí 100.000 đồng, Thánh Thất Cao Đài Phước Lại, Phạm Thị Thanh Hà, Phan Hồng Thanh 1.500.000 đồng, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Ngọc Trân, Phạm Thị Ngọc Thủy, Hạnh 200.000 đồng, Hồ Thị Nguyệt, Trung tâm Pha Màu Thanh Thảo, Trịnh Ngọc Nhân Trung 300.000 đồng, gia đình Võ Thành Sơn, Lê Ngọc Sương 300.000 đồng, dịch vụ nấu ăn Hiền Dinh, Thánh Thất Mỹ Hạnh 400.000 đồng, gia đình ông Mười 300.000 đồng, bà Sáu Hữu Tiếu Gò Đen, Bái Nhi 650.000 đồng, Nguyễn Quang Vinh và Thu Hồng 150.000 đồng, Phật tử Chùa Thiên Khánh 400.000 đồng, Nguyễn Thành Nam 100.000 đồng. Ủng hộ bà Trần Thị Lượm, ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, gia đình Võ Thành Sơn, Lê Ngọc Sương 100.000 đồng. Thưa quý vị, tiết mục thông tin nhân đạo đã kết thúc chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo hôm nay. Chương trình rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị. Mọi sự đóng góp của quý vị xin gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, số 3 Võ Công Tồn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, hoặc liên hệ số điện thoại 0723 822 529. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.